Bạn Minh Duy có hỏi câu hỏi là bạn đánh giá nhận định như nào về tình hình lượng sinh viên rời đi nội đô trong các năm tới có ảnh hưởng về dịch vụ cho thuê hay không? Như vậy là ngoài cái yếu tố như lúc nãy là bạn 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 khỏe có nói là một cái lượng là rất lớn các tòa nhà chung cư mini mọc lên ở nội đô, thì có bạn này lại đánh giá nhận định về một lượng sinh viên sẽ rời nội đô trong những năm tới, có ảnh hưởng gì đến dịch vụ thuê hay không? Thì ở đây tôi xin trả lời, đây cũng là một cái câu hỏi rất hay về nhận định thị trường ấy. Thì thứ nhất về nhận định về tình hình lượng sinh viên sẽ rời nội đô trong các năm tới, thì hiện nay ở trên Hạ Hòa Lạc và sau này nó sẽ là tụ điểm của một số trường, trong đó có trường lớn nhất là Đại học Quốc gia, đúng không? Đại học FPT, đại học gọi là một số trường đại học cũng đang xây, nhưng là một số trường thôi, còn lớn nhất vẫn là Đại học Quốc gia, đúng không? Thì cái việc mà sinh viên nó di rời khỏi nội đô ấy, thì khẳng định với các bạn là nó là một quá trình dài, nó là một quá trình từ từ, và nó một là một chu kỳ rất là dài, và nó sẽ dần dần, chứ không bao giờ nó di chuyển là một lượng lớn và một lượng nhiều. Thì như tôi nói đây, nó chỉ có trường đại học quốc gia là chủ lực thôi. Chứ còn là những cái trường khác nó vẫn sẽ ở nội đô. Nhưng tôi phải khẳng định một điều là như này này, cái việc mà di chuyển ở nội đô ấy, thì những cái sinh viên họ vẫn sẽ ở, có một số sinh viên họ vẫn ở nội đô, họ đi đi về về ở nội đô đấy, và khi đường láng hoa lạc thì các bạn biết rồi, sáng họ đi tối họ về là chuyện bình thường, tất cả những người đang làm khu công nghệ cao và cán bộ kỹ sư đều là như thế. Sinh viên thì nó đi xe buýt thì nó rất là rẻ. Cái thứ hai nữa, bắt buộc nó phải về nội đô là ít nhất là cuối tuần, hoặc là nó ở Hà Nội đô khi mà bạn bè và người thân người nhà rất nhiều ở nội đô, và những cái bạn bè khác ở những cái trường khác. Và cái điều thứ ba nữa tôi muốn nhấn mạnh đó là gì, thực hành nhé, thì bắt buộc là sinh viên phải về nội đô để thực hành, và các cái cơ sở ở trường đấy vẫn là chỉ mang tính chất gọi là cơ sở và kết hợp thôi. Thì di rời trong trong cái tình hình về 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 ngắn hạn thì nó vẫn chỉ là nhỏ thôi, và còn về dài hạn nên đến tương lai 10 đến 20 năm nữa thì chúng ta mới bắt đầu tính đến cái câu hỏi giống như bạn bạn bạn, bạn Minh Duy nói đấy. Thì cái việc nữa đó là gì, thay vì cái việc mà đánh giá về cái lượng sinh viên rời đi ấy, thì tôi khẳng định là cái lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp xong, kể cả họ xuống các cái vùng giống như Láng Hòa Lạc để họ học, thì sau khi tốt nghiệp xong họ sẽ phải quay về nội đô để tìm kiếm công việc này các bạn nhé. Họ sẽ phải chắc chắn 100% đến 90% là họ sẽ phải quay về nội đô họ làm việc, và cái việc làm nội đô đó nó sẽ vẫn sẽ là nhu cầu lớn. Thì các bạn hãy nhìn về các nước phát triển, ví dụ như Trung Quốc, ví dụ như Nhật Bản, ví dụ như Hàn Quốc, những cái thủ đô ví dụ như Seoul, Tokyo và Bắc Kinh, thì cái lượng nhà ở và nhu cầu nhà ở nó cực lớn, vì nó mãi mãi vẫn là trung tâm thương mại, hành chính, văn hóa, thể dục thể thao, y tế của cả nước, các bạn hiểu không? Vì vậy là xu thế của tất cả những người có tiền, xu thế của tất cả những người có thu nhập, xu thế của các tỷ phú thế giới, họ đều sống ở nội đô hết. Và có một cái câu chuyện bạn vừa một bạn comment rất là đúng, đó là không chỉ sinh viên thích nhộn nhịp mà ngay cả những người có tiền, giới trẻ, những người có tiền, thậm chí là những người già cũng thích là phải có bầu bạn, cũng thích phải có tập thể, cũng thích phải có nơi để họ là vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, thư giãn, rồi nghe nhạc, rồi là sân vận động, rồi trạm y tế, rồi là bệnh viện trung ương, rồi là tất cả những cái dịch vụ họ cần. Người già lại cần những cái dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe, người trẻ cần phải những cái dịch vụ vui chơi giải trí, cần phải có công ăn việc làm, người gọi là trung niên cần phải có cái chỗ để mà tiêu tiền, đúng không? Người có tiền thì có phải có chỗ để tiêu tiền. Vì vậy bạn thấy là gì, những cái thằng Hàn Quốc, những cái thằng Nhật Bản, những cái chuyên gia nó sang ở Việt Nam, những cái người mà Tây sang Việt Nam, tại sao là nó không về Láng Hòa Lạc, hay nó không về vùng ven nó ở, nó có thể hay nó không về Bắc Ninh, không về Bắc Giang, nó không về Thái Nguyên, không về Hải Phòng nó ở, mà nó cứ xong việc phát nó về Hà Nội nó ở và nó ăn nó chơi. Hàn Quốc ấy, tại sao ở những cái năm mà trước đây kể cả bây giờ dịch vụ xe đưa đón và cho thuê những cái xe của những chuyên gia nó vẫn rất là đang đắt hàng. Vì sao? Vì là nó sẽ thuê xe sang bên này, nó thuê xe, nó là đưa đón chuyên gia, nó đưa đón chuyên gia từ Hải Phòng, từ Thái Nguyên, từ Nẵng Hòa Lạc, từ Bắc Ninh, Bắc Giang, đúng không? Thái Nguyên về Hà Nội, đúng không? Để những chuyên gia đó, những người Hàn Quốc, Nhật Bản, những cái Tây đó có chỗ ăn chơi, vui chơi, nhảy múa, có chỗ dịch vụ giải trí. Vì vậy nó vẫn là sống ở nội đô.